hành trình cùng nhau tìm về hương vị truyền thống ngày Tết của hai bạn nhỏ người Anh gốc Việt sẽ có gì thú vị? Học gói bánh chưng, dã bánh dày khó hay dễ? Những kỹ năng gì cần có để làm được hai món bánh truyền thống này vào dịp Tết? Câu trả lời sẽ có trong chuyến đi trải nghiệm lần đầu của hai bạn nhỏ là Amy, 13 tuổi và Alex, 8 tuổi. Sẽ đồng hành cùng cô MC Thu Hương vui tính trong chương trình ngày hôm nay. Trong phần trước, Alex và Amy đã có được cho mình những chiếc bánh chưng đầu tiên. Tuy chưa được đẹp mắt, thế nhưng cả hai bạn đã vô cùng hào hứng. Liệu cách làm bánh dày có dễ hơn hay không đây? Ông ơi ông, thế cái bột này là cái gì đấy ạ? Cái này là bột này là từ gạo nếp sôi ra đổ lên xong người ta cho vào đây để ra dã. Bây giờ dã thì dã như này. Đúng rồi, dã thì ta cứ phải dã và ta lại lật lên để đảo lên để còn người ta dã cho nó đều để cho cái bánh nó mịn hơn. Thế này Alex chắc không cầm nổi giống như cầm cái răng lúc nãy đâu. Cầm được. Mấy bạn có thử không? Cái này chắc chắn là rất là nặng. Xem chừng là có vẻ nặng nề cho cô cầm thử xem nào. Đấy giỏi quá. À, nếu mà người lớn cầm thì thực ra cái chày này nó cũng rất là nhẹ. Bột thì nó sẽ khá là dính. Vâng. Nên là nếu mà dính lúc thì bắt đầu dính rồi đấy. Lấy dầu lại xoa tiếp vào. Vâng. Đấy là dầu chứ không phải nước ạ. Dầu. Mà ngày xưa là mọi người cũng giã thủ công như thế này hết đúng không ạ? Đúng rồi, ngày xưa là cũng giã thủ công như này. Và phải chọn là những thanh niên là phải khóe. Giã thì bánh nó mới mịn được. Ông ơi ông, thế sau khi giã thì làm gì ạ? Sau khi giã xong thì mình cho ra là nặng cái bánh thôi. Được rồi ạ? Này là nhuyễn rồi đấy. Lấy mâm ra để con chuẩn bị nặn bánh thôi. Bưng bưng luôn, cầm vào tay, cầm vào tay. Ui nè. Cho như thế này là được ạ? Đây, đây nặn như thế này. Ông ơi nhưng mà tại sao lại về nặn cái bánh này hình tròn ạ? Thì cái bánh dày này là tượng trưng cho mặt trời. Rồi là bánh chưng thì là tượng trưng cho mặt đất. Ông ơi ông, thế sau khi nặn xong thì có ăn được luôn không ạ? Sau khi mà nặn xong thì bánh này ăn được luôn. À có nghĩa là bây giờ cũng ăn được ạ? Rồi, thì mình, sau khi mình đã đổ vào sôi thì đã chín rồi. Con ăn thử nhá. Ôi ăn luôn, ăn nhanh thế. Ngon không con? Ngon ạ. Ăn dính rồi. Bánh của Alex dính rồi. Ok, anh cho con vỡ xuống đây. Con nặn hình khác nữa, ông tròn khó quá. Con muốn nặn hình gì? Con thử hình vuông đi xem nào. Hình vuông nó rất nhanh. Con nghĩ là bánh này con ngồi ăn cả ngày cũng được. Thế là sau một lúc mà nặn xong là quay sang nhìn trên tay Amy là không còn cái bánh nào nữa đúng không? Vì là con làm như này con chỉ muốn ăn thêm. Ông ấy, ông chấm của con thế nào? 9 điểm. Yeah. Đây là con đã... Hình gì? Hình cái mặt. Hình cái mặt đó. Bên cạnh việc nặn chiếc bánh phải tròn khung khung như hình bầu trời, thì một chiếc bánh dày có màu trắng trong, nước mùi thơm từ gạo nếp, vị ngon, dẻo, không bị chảy xệ, không nhão, không cứng, mới là một chiếc bánh ngon cho ngày Tết. Công việc nặn bánh dày quả là không dễ dàng với Alex và Amy. Hoàn tất các công đoạn cũng là lúc gia đình ông Phúc, chú Ninh đang bận rộn với công đoạn chuẩn bị luộc bánh. Ông ơi ông, thế bình thường luộc bánh chưng như này thì mất bao lâu ạ? Luộc bếp củi như này thì phải luộc 9 tiếng cho đến sáng mai. À, ui, lâu đấy. Đêm nay cháu ngồi trông bánh nhá. Vâng ạ. Lách có ngồi trông bánh với chị không? Bây giờ là mình cho nước vào đúng không ạ? Cho nước. Luộc bánh chưng là bước quan trọng nhất để có được chiếc bánh chưng ngon và chín đều. Để có được mẻ bánh chưng ngon ngày Tết, nồi bánh luôn phải đủ nước, đủ lửa, luôn cần có người túc trực ở bên. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà những người trông bánh quây quần, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị về ngày Tết. Thế là năm nay là con và cùng với Alex là được ngồi trông nồi bánh chưng. Đã bao giờ con ngồi như thế này chưa? Rồi ạ. Hàng năm thì hàng xóm con tổ chức cờ bánh chưng. Thì mỗi năm người ta đều cử ra một số người để trông nồi bánh chưng ấy. Con thì con thấy người ta bỏ bài ra người ta chơi. Xong ai mà thua thì người ta lấy cái đen đen ở nồi kia rồi người ta bôi vào mặt.
À, nhãn nồi ấy hả? Vâng. Chắc là năm nào cũng như thế hả con? Không phải năm nào cũng thế, vì mẹ con hay bận nên là ở nhà chỉ có ông bà và bọn con. Thế là cả bình thường là cả bố cả mẹ đều bận. Và dành thời gian là con đón Tết với ông bà là nhiều hơn. Thế Tết năm nay thì mẹ con đang ở đâu? Mẹ con đang không ở Việt Nam, mẹ con đi công tác. Để con gọi video call cho mẹ. Đúng con. Rồi. À. Đợi cô một tí. À. Cảm ơn cô. Khoe mẹ thành tích. Sao mà con làm bánh chưng? Chào mẹ. Chào con. Đây, con cầm chậm. Để cô cầm. Lách à, đang ở đâu thích thế? Bọn con đang ngồi trong nồi bánh chưng đấy mẹ ạ. Mẹ nhìn này, bọn con ngồi làm bánh chưng đấy. Ôi, bao nhiêu bánh chưng trong cái nồi này đấy? Chắc là khoảng 10 cái ạ. Bọn lách mà áo dài đẹp thế. Mẹ biết cả ngày hôm nay bọn con làm nhiều thứ cực. Bọn con đi chợ, xong bọn con mua lá để gói bánh chưng, rồi mua nguyên liệu các thứ. Thế thì học được bao nhiêu thứ? Thế có gói cái bánh chưng nào không hả Lấy? Có ạ. Con có đánh dấu cái bánh chưng nào của con không? Không cần đánh dấu, nhìn là biết luôn đúng không? Thì cho con là to nhất ạ. Ôi, mẹ không về. Thế mai, ngày mai mà hai đứa về thì ấy, thì mẹ về mang bánh chưng về cho mẹ về nhá. Vâng ạ. Đi trải nghiệm vui vẻ, phải ngoan với các bác nhá. Tí nữa mà lục bánh chưng ra thì ăn thử xem thế nào, bánh chưng nóng ngon cực kỳ luôn ý. Vâng ạ. Nha. Vâng ạ. Bye mom, love you. Bye bye. Bye. Sao? Alex thế nào? Mấy nữa là mang bánh chưng về khoe mẹ nhỉ? Vâng. Lúc đấy chắc là mẹ xúc động lắm. Lần đầu được quây quần bên nồi bánh chưng, kể cho nhau những câu chuyện về ngày Tết, kết nối với mẹ đang ở xa, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong chuyến hành trình lần này của hai bạn. Rồi, bánh đã luộc xong rồi. Thế ông cháu ta là sắp lễ để gia đình cúng. Mà con thấy hôm qua là mình dùng cái lạc màu ấy mà bây giờ nó lại màu hồng. À thế này, lạc rang vẫn ở bên trong. Khi mình đem gia đình cúng thì phải gói thêm một lượt nữa để cho nó vừa xanh, lạc nhuộm đỏ đi nó đẹp. Tại này. Sao lại phải mang gia đình ạ? À, đem gia đình cúng để nhớ đến tổ tiên các vua hùng đã có công đối với nước, đối với dân. Đấy, 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 làm kiếp rất đẹp nha. Đấy, hương này này. Lễ đã xong, thì bây giờ ông cháu ta là bê lễ gia đình. Vâng, vâng ạ. Với người làng sống, tương truyền, đây vốn là nơi vua hùng cùng công chúa và các quần thần dừng chân nghỉ ngơi trong một chuyến du ngoạn. Sau này, dân làng đã dựng miếu thờ vua hùng để đời đời nhớ ơn phương tổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Alex và Amy được gia đình, thế nên không khỏi ngạc nhiên. Ông ơi, thế đình này nhìn khá là cũ, thế nó được xây từ khi nào ạ? Cách đây khoảng hơn 600 năm. Có nghĩa nó khoảng 600 tuổi ạ? 600 tuổi rồi cháu ạ. À thế ạ. Đấy, bánh chưng, bánh dày là phải chọn những bánh chưng đẹp nhất. Từ xa xưa, tục dâng bánh chưng, bánh dày vào dịp Tết đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Những chiếc bánh chưng, bánh dày đẹp nhất sẽ được lựa chọn để dâng lên các vị vua hùng, tổ tiên nhằm thể hiện lòng biết ơn với nguồn cội và cầu mong cho một năm mới với những điều tốt đẹp. Các con chắp tay để khấn vái. May mắn được gặp các cụ ông cụ bà đang tập hát xoan ngoài đình, nên Alex và Amy đã được tìm hiểu thêm về một loại hình âm nhạc dân gian của vùng đất tổ. Ra xem các bà tập hát xoan. Chào các ông các bà. Chào các anh chị. À, đây là mọi người đang tập hát xoan ạ. Vâng, tập hát xoan đây ạ. Vâng. À, thế là chút nữa là mọi người sẽ biểu diễn đấy ạ. Vâng ạ. Tí nữa chúng tôi biểu diễn là chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán ạ. Hát xoan là gì? Hát xoan. Hát xoan. Không phải là hát xoan. À, bà ấy, bà thấy hát xoan là hát gì ạ?
Hát xoan là cái loại nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Tổ, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa cổ, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương. Hát xoan tức là hát về mùa xuân, nhưng vì tên húy của vợ vua là xuân nên phải gọi lấy sang là hát xoan. Con hiểu chưa? Thế là nghĩa là hay hát vào mỗi dịp xuân về đấy. Đúng rồi. Những cái gõ mà họ dùng là cái gì? Vâng, hát xoan thì cái đạo cụ hát xoan ví dụ như là đôi này thì gọi là đôi phách. Phách thì được là dùng bằng hạch thanh tre, tức là cái thanh tre của Việt Nam. Tuy thế thôi nhưng tạo lên một cái bản nhạc vô cùng hoành tráng. Bây giờ có cái phách ở đây, con muốn gõ thử vài nhịp không? Gõ đi. Vâng. Gõ luôn vào đây. Như theo nhịp. Gãy ở giữa đây ạ. Đấy, lời hát nghe nhé. Tang tay la tang tay. Tung tung. Bác cầu anh sẽ có vàng mong mơ. Bác cầu anh sẽ có vàng mong. Tung 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 tung. Amy và Alex xem xong thì thấy thế nào? Em thấy nó khá là hay và con thích những cái dụng cụ mà họ dùng, vì nó đều từ những cái thứ rất là kiểu truyền thống của Việt Nam, kiểu như cây tre. Các em thấy hay rồi thì xin mời các em sẽ thưởng thức cái chương trình hát xoan của phường xoan chúng tôi. Vâng, xin mời các em. Vâng ạ. Pháo mừng là vua quân. Thầm thầy nhà vua mà đem lại hô nhất là hô nhị, con vua mà thứ nhị cho cá ra là lá lôi, cho cá ra là lá lôi. Hay quá. Con cảm ơn ông bà và các bác ạ. Ngày hôm nay về với làng Sống Phú Thọ thì cũng nhờ ông bà và các bác đã giúp cho con cũng như là Amy và Alex tìm hiểu nhiều hơn nữa về những điều truyền thống của Việt Nam. Nhân dịp năm mới, con chúc các cụ, ông bà và các bác của làng Sống sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng ạ. Kết thúc trải nghiệm, có lẽ Alex và Amy đã học thêm được nhiều điều đáng quý về những hương vị đặc trưng của ngày Tết. Ngày hôm nay con biết rằng ngày Tết là một ngày rất vui và học được thêm nhiều thứ về Tết đó. Sau trải nghiệm này thì con có thể tự tin khoe rằng tất cả mọi người là con có thể tự gói bánh chưng mà không cần khuôn. Và con cũng học rất nhiều điều mới ở Phú Thọ. Những lúng túng trong khi gói bánh chưng, những thích thú khi lần đầu được đi chợ quê và cả những háo hức khi được nghe hát xoan. Hy vọng vừa học vừa chơi sẽ giúp các bạn ấy có thêm những kỹ năng về ngày Tết. Việc để con trẻ tham gia và trải nghiệm vào các hoạt động truyền thống là điều vô cùng quan trọng. Chính những bài học sau sự lúng túng sẽ khiến trẻ có ý thức giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của quê hương.